Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh còn thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, nguồn vốn tín dụng của hệ thống các ngân hàng trên địa bàn đã thực sự trở thành động lực quan trọng đáp ứng nhu cầu phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Để có được mức tăng trưởng ấn tượng và là một trong những chi nhánh ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng cao trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, với mức tăng 14%, dư nợ cuối kỳ đạt trên 7.600 tỷ đồng so với năm 2022, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh Bình Xuyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ những tháng đầu năm. Trong đó, chi nhánh tập trung thực hiện có hiệu quả các gói lãi suất ưu đãi, chương trình tín dụng của Chính phủ và của Vietinbank Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh việc phát triển khách hàng mới. Trong năm, chi nhánh đã có thêm trên 800 khách hàng mới với số dư nợ trên 1.600 tỷ đồng. Chúng tôi tuyệt đối bám sát theo các cái định hướng và chủ trương của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước và của Ngân hàng Công thương Việt Nam trong từng thời kỳ, trong từng cái giai đoạn cụ thể, trong từng lĩnh vực cụ thể. Giải pháp thứ hai là ngay từ đầu năm chúng tôi đã triển khai một loạt các cái cơ chế động lực, khuyến khích và khen thưởng xứng đáng đối với công tác phát triển khách hàng mới. Đồng hành cùng khách hàng trong năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc 2 đã triển khai có hiệu quả nhiều chương trình tín dụng ưu đãi theo chủ trương của Agribank Việt Nam, tập trung dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời chú trọng phát triển các khách hàng mới. Nhờ những giải pháp tích cực trên, tính đến hết tháng 12 năm 2023, tổng dư nợ của chi nhánh đạt trên 8.700 tỷ đồng, tăng trưởng 10,2% so với cuối năm 2022. Ngay từ đầu năm thì chi nhánh Vĩnh Phúc 2 đã giao chỉ tiêu đến từng đơn vị, bộ phận, cá nhân người lao động. Cái thứ hai, ba hai nữa là cái việc sử dụng các chính sách về lãi suất như là điều chỉnh lãi suất linh hoạt tại từng thời điểm so với mặt bằng chung lãi suất để làm sao hỗ trợ được khách hàng vay gọi là tốt nhất có thể. Cái thứ ba nữa là sử dụng cái biện pháp là giảm cái lãi suất đối với tất cả những khách hàng là đang quan hệ với Vĩnh Phúc 2 để hỗ trợ và giữ khách hàng tại mọi thời điểm. Có thể thấy rằng sự chủ động và linh hoạt trong thực hiện các chương trình tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng cung cấp nguồn vốn thiết thực hỗ trợ người dân doanh nghiệp. Trong năm qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 4 lần với mức giảm từ 0,5 đến 2% để giảm bớt gánh nặng cho khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết tháng 12 năm 2023, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 128.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cuối năm 2022 và cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước. Tập trung nguồn vốn cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên, giảm tối đa các chi phí để có dư địa giảm lãi suất cho vay, triển khai thực hiện cái việc cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ theo thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước, rồi triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 31 và thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước, rồi triển khai gói cho vay bất động sản 120.000 tỷ, gói tín dụng lâm thủy hải sản 15.000 tỷ, rồi thực hiện thông tư 06 là cho vay các tổ chức tín dụng để trả nợ các tổ chức tín dụng khác. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, sức hấp thụ vốn trên các lĩnh vực còn hạn chế, có thể khẳng định rằng nguồn vốn tín dụng đã và đang đóng góp hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 12 năm 2023, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh tổ chức 24 điểm tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân tại 9 huyện, thành phố, đã có trên 21.700 người trong toàn tỉnh tham gia. Vở kịch ngắn Tôi ngấm lắm rồi do Công an tỉnh Vĩnh Phúc dàn dựng được biểu diễn tại các trung tâm văn hóa thể thao, quảng trường trên địa bàn 9 huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Phúc. Vở kịch có nội dung tuyên truyền các tư tưởng chỉ đạo, phương pháp, biện pháp phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với toàn dân theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh việc tuyên truyền thông qua kịch ngắn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức cho người dân, học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn
trải nghiệm thực hành các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Qua cái việc tổ chức các cái lớp tuyên truyền cũng như cái việc trải nghiệm trước kia thì mọi người dân đã biết cách thoát nạn trong đám cháy và đã biết sử dụng các cái trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy để dập tắt các đám cháy ngay từ ban đầu. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông Nguyễn Văn Toàn ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên đã được tìm hiểu về tính cấp thiết của công tác phòng cháy chữa cháy và tầm quan trọng của việc người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phòng cháy chữa cháy tại mỗi gia đình. Hôm nay, được cán bộ phòng cháy chữa cháy trực tiếp hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy để dập tắt một đám cháy, ông tin rằng mình đã có thể tự tin hơn khi xử lý sự cố tương tự trong thực tế. Khi mà nó xảy ra vấn đề cháy, trước hết là chúng ta phải xử lý ngay lập tức trong vấn đề đó. Trước hết là có những cái bình phòng cháy, chúng ta phải có những nhà nào cũng phải có chuẩn bị trước. Và đặc biệt ở cơ quan là tất cả các cơ quan đều phải có những trang bị phòng cháy chữa cháy. Và ở gia đình, nhà riêng cũng nên chuẩn bị những cái đó. Và khi nó xảy ra ở những bình ga như này, trước hết là chúng ta phải tìm nó, phải xịt trực tiếp vào đó. Và tìm cái chữ dò dỉ và chúng ta phải khóa cái van đó lại. Là chúng ta sẽ phòng ngừa được những cái hỏa hoạn nó lớn hơn có thể xảy ra. Cũng như ông Toàn, các học sinh trường Trung học cơ sở Vĩnh Yên cũng đã có những trải nghiệm quý giá về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Dạ, qua buổi trải nghiệm ngày hôm nay cháu có biết được nhiều kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cách xử lý khi gặp những tình huống cháy nổ. Cháu rút kinh nghiệm là mình để ý những cái việc nhỏ nhất để không xảy ra những cái trường hợp cháy nổ. Trong nửa tháng qua đã có hơn 21.700 người trên toàn tỉnh tham gia các hoạt động trải nghiệm, không chỉ được tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhân dân và học sinh nhiều trường học còn được hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở, hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người. Hướng dẫn trải nghiệm thực hành chữa cháy cứu nạn cứu hộ gồm trải nghiệm thoát nạn sử dụng xe thang, trải nghiệm cứu người, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do dò dỉ ga, di chuyển người tay không, giải vòi chữa cháy, phun nước tiêu điểm, thực hành kỹ thuật sử dụng dây cứu nạn cứu hộ gồm thoát nạn bằng cầu dây nghiêng, thoát nạn sử dụng dây hạ chậm. Đây đều là những kỹ năng cơ bản thiết thực mà mỗi người dân đều cần sử dụng khi gặp tình huống cháy nổ trong cộng đồng. Sử dụng dự phòng trước phơi nhiễm PrEP là chiến lược dự phòng HIV mới. Sử dụng thuốc kháng virus giúp những người chưa nhiễm HIV, nhóm người có nguy cơ cao có thể dự phòng HIV. Tại Vĩnh Phúc, việc điều trị PrEP sẽ mở rộng các mô hình điều trị, đa dạng hóa các kênh, các hình thức cung cấp thuốc PrEP nhằm thu hút ngày càng đông người tiếp cận dịch vụ. Hiện nay, dịch HIV/AIDS có xu hướng trẻ hóa. Ngoài qua đường máu thì việc lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục không an toàn đang trở thành đường lây chính, đặc biệt ở nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới. Năm 2022, có đến gần 90% lây qua đường tình dục, trong đó lây qua quan hệ tình dục đồng giới nam chiếm hơn 74%, chủ yếu ở độ tuổi trẻ là công nhân các khu công nghiệp và học sinh, sinh viên. Để hạn chế gia tăng lây nhiễm HIV ở nhóm đối tượng này, ngoài hoạt động truyền thông thì việc điều trị PrEP đang là phương pháp mới giúp lứa tuổi thanh niên phòng ngừa lây nhiễm HIV trong cơ thể. Theo khuyến cáo y tế, khi bệnh nhân dùng đúng, đủ và đều PrEP, có thể phòng lây nhiễm HIV lên đến trên 90% ở những người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV. Dùng cho tất cả các đối tượng có nguy cơ nhiễm HIV, trong đó có nam quan hệ đồng giới, chuyển giới nữ, người tiêm trích, các chi phí liên quan đến xét nghiệm, thuốc đều được miễn phí hoàn toàn và sử dụng phương pháp uống khi tuân thủ đúng hướng dẫn sẽ mang đến hiệu quả tốt cho người bệnh. Là mỗi ngày sử dụng cho bệnh nhân uống một viên vào một cái giờ nhất định để mà cũng khuyến cáo cho bệnh nhân là nên dùng vào một cái giờ nhất định để mà giảm cái sự quên thuốc. Phương pháp thứ hai là chúng ta có phương pháp uống tình huống hay là còn gọi là uống theo cái công thức là 211, là uống viên thứ nhất là từ 2 đến 24 giờ trước khi quan hệ. Viên thứ ba là uống sau viên thứ nhất là 24 giờ và viên thứ tư là sau viên thứ ba là 48 giờ. Bắt đầu điều trị PrEP tại tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2022, đến nay đã có hơn 430 bệnh nhân tiếp cận dịch vụ và sử dụng với nhiều chuyển biến tích cực. Đây được xem là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm tăng cường việc điều trị PrEP, hạn chế việc lây nhiễm HIV,
hướng tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. Tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, cũng như là chúng tôi duy trì cái tài khoản Blue cho cái nhóm MFM để kết nối khách hàng trong quá trình điều trị. Và chúng tôi cũng có triển khai các cái biện pháp, ví dụ như là khám và tư vấn điều trị lưu động khi ở các cái cơ sở cách xa cái phòng khám của điều trị PrEP. Với những kết quả điều trị PrEP hiện nay, ngành y tế tiếp tục tận dụng những nguồn lực và sự hỗ trợ của các dự án, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của người dân, đa dạng hóa các kênh, các hình thức cung cấp thuốc PrEP nhằm thu hút ngày càng đông người tiếp cận dịch vụ, tham gia điều trị hiệu quả, góp phần giảm thiểu HIV/AIDS lây nhiễm trong cộng đồng. Công an huyện Vĩnh Tường vừa bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke XO, địa chỉ xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 7 đối tượng đang tụ tập bên trong sử dụng trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ 0,2585g ketamine, 0,3800g ma túy tổng hợp cùng các tăng vật khác liên quan. Qua test nhanh, 7 trên 7 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 2 đối tượng đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về tội sử dụng trái phép chất ma túy.